Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Mai sẽ hướng dẫn các bạn cách thiền trồng đơn giản và hiệu quả như thế nào ạ. Khi mà các bạn nhận một gói bột phong thủy Anofa này về thì bên trong cái gói bột thì nó sẽ có 40 gói nhỏ như thế này và một cái túi đỏ như này. Thì các bạn có thể nhét, đây các bạn cho gói bột này vào đây. Các bạn có thể bỏ vào trong ví của chồng các bạn, hoặc là chồng các bạn đi ô tô hoặc xe máy thì các bạn có thể treo vào chìa khóa xe, hoặc là nhất là ô tô ấy thì để ô tô thì các bạn treo ở xe của chồng các bạn ấy, thì để giúp cho chồng bạn đi đường được bình an, được túi đỏ may mắn này giúp cho đi đường bình an. Và đương nhiên là cái túi đỏ may mắn này, cái bột phong thủy Anofa này nó được chiết xuất từ 24 loại thảo dược nên giúp cho trong ô tô của chồng bạn rất có mùi rất thơm, rất dễ chịu. Và ví dụ bạn mà có say xe đi thì cái mùi của cái thảo dược này nó lan tỏa ra giúp cho bạn sẽ không bị say xe nữa. Và cái này của các bạn treo ở ví dụ có ô tô thì treo ở ô tô rồi, hoặc là ở có xe máy thì treo ở xe máy rồi, thì các bạn dùng cái gói bột này các bạn nhét vào ví tiền của chồng các bạn thì sẽ giúp cho thu hút tài lộc về túi tiền của chồng các bạn nhé. Đấy là việc đầu tiên. Và việc nữa là các bạn dùng cái gói bột phong thủy Anofa này, các bạn đun với nhẹ 2 lít nước để các bạn lau nhà, để thanh tẩy những cái năng lượng xấu, để xua đuổi âm khí đi. Sau đó trong phòng ngủ của các bạn ý, các bạn để hai gối của hai vợ chồng ý, một cái gối đôi thì các bạn nhét một cái gói này vào trong gối để giúp cho tối hai vợ chồng có một giấc ngủ ngon. Cái mùi thơm này nó tỏa ra giúp cho hai vợ chồng có giấc ngủ ngon. Đấy là trong phòng ngủ của các bạn nhé. Hoặc là các bạn không để vào gối thì các bạn để ở đầu giường thì nó đều có tác dụng giúp cho phòng ngủ của bạn thơm. Tối đến ý, thì các bạn chồng các bạn đi làm về mệt mỏi đúng không? Các bạn đun, lấy một cái gói bột này, các bạn đun lên, các bạn để cho chồng các bạn tắm. Thì đương nhiên là khi chồng các bạn tắm ấy, thì nó là thảo dược, 24 loại thảo dược nên có mùi rất thơm này. Và khi mà tắm bằng cái bột thảo dược này ấy, thì tắm xong nó cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Lau nhà đã có mùi thơm rồi này, xong là để là được cộng điểm rồi này, rồi lau để cái gói này trong phòng ngủ để có thì cũng lại được cộng điểm tiếp này, rồi vợ lại quan tâm đun nước tắm cho chồng này, khi mà tắm thì nó lại có mùi thơm này, lại được cộng điểm. Và tối đấy ăn cơm xong, chồng đi làm mệt mỏi này mà, tối đấy ăn cơm xong, khi mà các bạn đun nước tắm ấy, các bạn để ra một ít nước để ăn cơm xong, bảo chồng bạn ngâm chân. Ngâm chân thì các bạn nhớ là các bạn đổ ra cái chậu nhỏ nhỏ thôi, xong là ngâm thì phải để ngâm qua đầu, qua mắt cá chân nhé. Và ngâm với các bạn sờ tay và thấy ấm ấm ý là được. Và ngâm thì ngâm trong khoảng 20 đến 30 phút. Khi ngâm ý, thì nó nguội đi thì các bạn chế thêm nước nóng vào để lúc nào cũng có cảm giác ấm ấm nhé. Thì cực kỳ dễ chịu. Và tắm thì không tắm chung, tắm chung càng tốt. Không tắm chung thì khi mà ngâm chân ý, thì hai vợ chồng cùng ngâm chân thì nó lại càng tốt đúng không ạ? Đấy, việc khi mà quên mất là không dặn các bạn là khi mà thiền, khi các bạn lau nhà nhá, thì các bạn thiền chồng, ví dụ như các bạn chỉ cần thiền là cảm ơn một phong thủy Anofa đã giúp cho chồng con là tên như này này,
đi làm thì mang tiền về cho gia đình này, đi làm về vợ con này, đi làm về đúng giờ này, quan tâm đến vợ con này. Nói chung là bạn mong muốn chồng bạn như thế nào? Ồ, thì khi mà các bạn lau nhà này bằng bột phong thủy này này, các bạn đun nước lên các bạn lau này, và khi các bạn đun nước để cho chồng các bạn tắm, cho chồng các bạn chồng ngâm chân ý, thì các bạn mong muốn chồng bạn như thế nào ý, thì các bạn lúc các bạn lau nhà, các bạn đun nước tắm ấy, các bạn nói thầm hoặc các bạn nói ra, vì các bạn ở nhà mà các bạn nói ra những cái suy nghĩ, những cái mong muốn mà về chồng của bạn như thế nào, thì các bạn cứ khi mà các bạn lau nhà, ngâm chân ý, đun nước để tắm ấy, các bạn nói ra thì và các bạn làm theo như Mai hướng dẫn như vậy thì nó sẽ cực kỳ hiệu quả, giúp cho vợ chồng bạn sẽ cải thiện được mối quan hệ và giúp vợ chồng bạn hạnh phúc hơn. Còn những bạn bạn mà muốn dùng để quên một vấn đề nữa là các bạn dùng một cái gói này, 40 gói to, một gói to 40 gói nhỏ này, các bạn dùng để các bạn ngâm chân nhé. Các bạn ngâm dùng với 2 lít rượu, các bạn ngâm để dùng làm thuốc xoa bóp nhé. Ví dụ nếu mà các bạn hạ thổ thì 3 tháng là các bạn mới sử dụng được, còn nếu mà các bạn chỉ ngâm cho bột này và rượu ngâm ấy, thì các bạn 4-5 ngày là các bạn có thể lấy ra để các bạn, ví dụ các bạn bị đau đau nhức ở đâu đấy, các bạn có thể lấy ra để các bạn bóp được nhé, cực kỳ hiệu quả. Còn các bạn muốn dùng để mua bột phong thủy này về để thiền mẹ chồng này, hoặc là để cải thiện sức khỏe, hoặc là để bán hàng ấy, thì Mai đều có những cái video riêng, nên các bạn theo dõi YouTube của Mai, hoặc là gọi điện trực tiếp cho Mai theo số điện thoại 0989 978 326, hoặc là nhắn tin ở Zalo cho Mai là với vẫn số điện thoại là 0989 978 326, hoặc là inbox vào Facebook Mai Bùi cho Mai. Hẹn gặp lại các bạn nhé.